Hello, chào anh em nhá. Hôm qua bận không like được. Thực ra là mà bận buổi buổi sáng tối về rồi, nhưng mà mệt quá mình ngủ quên mất, không online được. Hôm nay chúng ta làm phát game kinh dị nào, chơi game kinh dị buổi sáng cho nó đỡ sợ anh em ạ. Thế thì chúng ta qua được chắc độ phần 3 game rồi đấy. Gặp một nhân vật mới, FBI. Bản đồ này chúng ta có rồi. Lối chơi của cái trò này mình thấy là combo thì nó sẽ không sướng mắt như các bạn chơi mấy game hành động khác, nhưng mà hình ảnh thì tuyệt vời. Rất tiếc là mình không thể stream 4K được, bởi vì là cái PS4 của mình nó không cho phép mình làm cái điều đấy. Sắp hết đạn à? À không. Giờ đi đâu mới là vấn đề này. À, chúng ta sẽ có thể quay trở lại khu này. Các Reader. Mình thì mình vừa vừa mới đi từ đây ra. Thử chạy lại cái chỗ các Reader xem sao. Có các đéo đâu. Không có. Đây rồi, đây rồi, cái cửa này mở rồi. Cái cửa màu xanh kia mở rồi. Cửa này thì chưa. Ok, đi theo em FBI, mình nghĩ như vậy. Nhân vật xinh vãi. Để. Ok, tôi sẽ khám phá cái hành lang này trước. Tiếng gì vậy? Có đường vào, có đường vào. Đây rồi. Cái gì đây? Lưu hấp. Mic được. À, rồi ok. Trò này thì các bạn xem game chắc cũng phải kiên nhẫn thì mới xem được. Vì là lối chơi của nó thì rất lằng nhằng. Hôm trước mình đi qua được một cái map ở trong đồn cảnh sát thì mình thấy là lối chơi của nó khá là lằng nhằng. Sắp xếp nhiều thứ. Cái gì đây? High grade gunpowder à. Mix với nhau thì sẽ ra đạn. Ok. Tôi lắp đạn vào khẩu này cho nó chắc. Ok. Hello. Nhiều hành lang khác nhau. Ok. Anh em cho xin một like, một chia sẻ video đi. Game này phải nhiều người cùng xem thì nó mới đỡ sợ. Còn mỗi cánh cửa đấy thôi, buộc lòng tôi phải mở chứ còn gì nữa. Tai nạn. Đéo có ai luôn.
Box it. Cái này để làm gì? Phải hy sinh một cái cục nào đấy để... Thôi cứ để đấy đã. Không cầm được thì để đấy đã. Ba lô của chúng ta chưa đủ rộng để nhét được nhiều đồ như vậy. Bên trong kia còn có cây hoa lá cành kìa. Không có đường vào. Căn phòng này chả có gì cả. Chúng ta đang ở cái căn phòng này và thực sự là nó chả có gì. Đi ra thôi. Bọn mình đang còn cái chỗ nào chưa khám phá nhỉ? Đây. Cái nhà Kenan này vào rồi. Còn chỗ firing run với lại là trên cầu thang là chưa khám phá đâu. Cái đoạn này chả có gì ấy. Bật hết mẹ lên. Ok, mở được cửa. Nó không cho tôi bấm nữa nhá. Mình vừa mở cửa cho zombie vào rồi. Đoán vậy. Cái cửa xanh này mở rồi. Okay. Biết ngay mà. Còn mẹ mày. Vãi cả chó. Nghe đâu đó có tiếng của em phát là biết ngay có chó đến. Ui. Ui. Đờ phượt cho mày. Bịt. Nó đâu? Ô. Đủ ngựa. Cho nó quả mìn vào mồm. Nổ chết mẹ mà đi. Chết cụ đi con chó này. Vãi chó. Ghê đéo chịu được. Ăn miếng máu đã. Hết máu rồi. Đi kiếm máu thôi, không phải gặp con chó nữa, đi họp ấy. Đạn này còn có một viên, cầm khẩu súng lục cho nó lành. Nhớ. Cứt. Đéo chết chứ. Sủa này. Bắn mẹ. Đạn đều vãi cơ cứt. Ăn lẩm nó chịu được thôi. Tha cho con chó đấy. Cửa đóng rồi, giờ mình sẽ phải đi vòng qua đây. Sau đó ra cái khu hành lang lúc nãy. Ok. Về đó. Ui. Ui, đông nếu chịu được. Mẹ mày. Cắn cho mình sưng hết cái đít lên rồi. Khui lắm chó đấy. À đây này, mẹ nó chui từ đây ra này. Vãi chó. Đây là cái nhà xác của chó các bạn ạ.
chịu được. Nhà xác chó thảo nào vậy? Tôi đoán vậy. À, vừa phải chứ. Thú y. Lại có nghe có tiếng động rồi. Lại có chó tới cho xem. Cứt. Đi rồi. Hello. Ơ kìa. Nó chạy nhanh vẫn cứt rồi. Bắn đeo kịp. Tốn đạn vừa lờ. Đằng sau này cửa này là đi ra khu kia không làm gì cả. Bây giờ mình có hai cái cửa này mình có thể đi qua được. Phòng này trước xem nào. Rồi phòng này có đồ ăn. Ngon quá, may quá. Một cái hộp. Vứt hộp đạn lại. Cầm cái hộp này theo. Biết đâu có gì. Phòng này nó có cái gì ta? Ui. Phòng này phòng tập bắn à? Ok. Chìa khóa hồng. Mở được chìa khóa hồng thì mới vào được cái phòng đấy. Có đâu. Có đạn này. Mẹ. Lại phải vứt cái này ra thì mới nhặt được cái đạn này. Game phức tạp vào lờ. Đồ chơi. Hết à? Cầm súng lục có chắc. Có thêm đạn. Đây chúng ta trên tầng 2 của cái khu khác à. Bật điện lên. Ok. Rồi. Lưu game cái đã. Lưu game cái không phải vỡ mồm. Chắc cất mấy cái chìa khóa này đi thì cơ bản là cũng chả dùng tới. Súng đây thì có rồi này. Cái này dùng rồi. Cutting tool. Ok, cầm cái cutting đi để lúc nào mà có.
Bluehurt. Thôi, để cái này lại. Đạn. Đạn làm gì ta? Cái cầu giao điện. Cái cầu giao cứ để đấy vậy. Ok, căn phòng này chả có gì ngoài chỗ này chúng ta lưu. Nhiệm vụ của mình bây giờ là cầm cái này đi. Cầm cái này đi nhét vào đâu nhỉ? Hóa ra cái đấy là cái mà chúng ta phải cầm đi đấy các bạn. Hóa ra nó chính là cái chúng ta cầm đi ạ. Bốc electric pad. Đây này. Rồi ok đi. Nhét cái này vào đây đã. Thuốc cầm về. Key item. Đéo biết nó là cái gì luôn. Chuẩn mẹ luôn. Không bật đèn sáng lên. Thấy cái đéo mày bắn. Ô, vẫn sống. Ấy cứt. Mày zombie thần à. Ô, vẫn sống kìa. Mày nhìn cái gì? Chết chưa? Con zombie này bị lag à? Bắn em phát nữa chắc. Ok, nó chết rồi. Sợ chịu đỏ. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm cái power panel. Power panel là cái gì ta? Power panel để làm cái gì? Power panel mình chưa hiểu nó là cái gì cơ.
Cái hộp này mang về đâu chứ? Chìa khóa gì đây? K number. À, chìa khóa mở xe ô tô. Ok. Như vậy là cứ phải bấm vào để mới biết công dụng của nó. Vãi cướp. Mở được cái khóa xe thì hy vọng là nó sẽ... À, ok ok anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ về nhá, sẽ lên tầng xong rồi về cái khu bên kia. Ok. Hiểu 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 hiểu. Ôi, cái thằng lằng nhá lằng nhằng. Là mày. Ô, ăn cứt à? Mình phải quay trở lại cái nhà tù. Đúng là tù vãi trời. Quay trở lại cái gara này. Ok, ra đây rẽ phải. Chịu được, trốn đã. Vãi chó. Ở đây chắc mở cái ô tô rồi đó. Xe mà có biển số là 7439 đúng nhở? Đây rồi, 7439 đúng là nó rồi. Bây giờ làm gì? Ok. Sạc. Để làm gì vậy? Cái báng súng để làm gì? Má bây giờ hơi à? Tôi mở cửa cả cái xe để lấy có mỗi cái báng súng vớ vẩn nhá. Ô đệt, mẹ điên mẹ rồi. Cháy làm đéo gì. Vớ vẩn vãi nồi. Bây giờ chạy lại cái chỗ nhà tù này. Mở cái bảng điện này.
Cái gì vậy? À không. Là cái bảng điện đây này. Ơ à, chưa xong các bạn ạ. Tức là mình phải tìm được mấy cái cơ. Thiếu một cái bảng điện nữa. Vẫn thiếu một cái nữa. Để cho nó nối điện chạy vào đấy. Tìm được một cái, thiếu một cái. Ok, vẫn thiếu nhá. Không tác dụng gì. Khu bên này chúng ta đi hết rồi. Không còn gì mới cả. Còn máu ăn không đã? Hết. Đéo có máu luôn. Khu nhà tù. Parking gara, các leader, firearm. Chạy đi chạy lại. Chó thì nhiều vãi đái. Cây nền. Diamond door. Diamond door là cái đéo gì nhỉ? Không nhớ nữa. Không ghép được ấy chứ. Ra đây là quay lại It. Wow, giật hết cả mình. Ơ cái thằng này. Mỗi lần đi qua lại phải bắn cho nó phát. Hồn nhiên vờ lờ. Phi đạn. Vừa phải thôi. Kiếm tấm ván ở đâu đấy để bịt cái lỗ lại. Không zombie ra nhiều lắm. Head of it. Mình đi kiếm hộp đạn đã. Nó lại sống lại kìa. Nó thằng dở hơi này. Bực mình cái mày.
Ông này chết à? PD Marvin. Marvin. Oh no. No, no, damn Marvin. Nhân vật chính của chúng ta giết bạn sao? Nó lùa mình thật kìa. Nó đành vậy. Cho phát vậy. Dialogue. Đó. Nó có cái dở hơi là bây giờ mình không biết tìm cục pin ở đâu. Parking, way out. Anh em có cao kiến gì không nhở? Mẹ khó vãi đái, đéo hiểu luôn. Thoại. Hớt đo là cái cửa mà mình phải dùng cái chìa khóa màu hồng, chìa khóa trái tim mở được. Chưa tìm ra luôn. Đoạn nào chúng ta chưa đi qua không nhỉ? Boiler room. Nếu nhớ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Có một cái đoạn ở cái chỗ hiệu sách. Có chỗ cái chỗ thư viện mà chúng ta chưa chưa làm được. Ok. Mình lấy cái kia mình quay lại thư viện. Sợ ông ơi, mệt ông quá đây. Mỗi lần đi mất 2 viên đạn. Thư viện trên tầng cơ. Quên. Cái khóa hồng không mở được. Anh thử. Cái khóa mà lấy, đấy là cái gậy lấy trên tay bức tượng. Đéo dùng được. Cái này dùng kiểu gì đây? Undead mía phà. Crank handshot.
Thế thì chạy lại chạy qua đây vậy. À, cái này nếu biết nó là cái gì luôn. Thường cái này nó là tên người đó các bạn. Đéo này, đen này, đêm này. Nó phải là một cái từ gì đấy có nghĩa. Đan, đam, đắc, đáp. Không đúng. Can, cam, ca, cặc. Cáp. Ê, no đạn. Đó là cái gì? PC. Mình mở được cái PC này thì cũng tốt. Chưa mở được. Money rách. Mục tiêu của chúng ta là đi qua cái nhà này. Check lại những cái thứ nào chúng ta chưa check kỹ. Ôi. Xong rồi. Ô má quái vật. Ô nó cắn kinh vờ lờ. Sao? Ăn cứt rồi.
Cái đoạn tôi lưu game là đoạn nào nhỉ? Mẹ. Ghê đó chịu được. Ôi, mẹ lưu game từ bên này. Má, ngu vờ lờ. Lưu game từ bên này. Ơ nhưng mà mình biết công dụng của nó rồi. Biết công dụng của cái này rồi. Cái ô tô vậy chưa cần thiết đúng không? Cứ vứt vào đấy. Ốc cửa hóa mẹ đi lại từ đâu ơi. Bathroom. Bathroom. Không sao các bạn. Dù sao cũng biết đường. Chúng ta cũng biết đường cả. Một toạc. Một toạc. Kéo chết nữa. Son of a bitch. Hey cô. Cho bố xin lại con dao. Ok. Gunpowder bathroom. Ok. Bây giờ mình lên lên tầng 2 xong mới sang. Lưu game cái đỡ quên. Mẹ chết mấy lần nhục quá. Đây này, cái cửa này. Ok.
Cửa này vẫn không mở được, nhưng mà có lẽ là quả này sẽ lấy được chìa khóa đây. Mình đoán vậy. Chạy xuống trước đây. Chỉ là đạn và đạn. Lại là chìa khóa xanh, ôi vãi. Ồ, cái khu này không lấy được luôn. Thôi thế thì mình sẽ chạy lên. Chết rồi, hay quá, ít ra là nó còn chạy, chạy cảnh mới. Ok, bây giờ phải làm sao để cho cái ống nước này nó đem nó thông vào trong. Thì nước nó sẽ ra bên này và dập lửa. Rồi, hiểu rồi. Let it dry. Nước sẽ lên đây. Xem nào. Mình gạt sang đây này. Thì nước nó sẽ đi theo cái đường này lên đây, đúng không? Lên đây vào đây. Vào đây, soi. Chuẩn rồi. Ê... Xong rồi. Rồi sao nữa? Khu dưới kia còn gì không? Lại sống à? Mệt bọn này. Bắn toác đầu rồi thì không biết là nó có còn sống không.
Khu này là khu an toàn, có thể lưu được game. Đây rồi, cái chìa khóa xanh này. Chìa khóa xanh thì mở cái cửa kia. Rồi. Nhặt được cái chìa khóa xanh này các bạn ơi. Vãi. Jesus Christ. Ui. Get moving. Đéo vậy, tự nhiên nó lại đứng im vậy. Tao vãi cứt. Lục sao bem nó được, nhưng mà có còn đạn đâu mà chả phải bem nó bằng lục. Các ông nói câu nó kỳ. Waiting room. Safe. Art room. Drop. Hết đo. Có khi phải chạy xuống. À đây 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 đây. Chỗ này có chỗ dùng cái khóa xanh. Trong túi thằng này có cái chìa khóa. Đệt, nó lại đéo có chìa khóa. Thằng vô dụng này. Tưởng mày có chìa. Bóc cái này để làm gì? À, cái hộp này nếu mà nhét đây này, hộp có viên đá này, như vậy thì cái chìa khóa của mình, cái chìa khóa kia sẽ mở được. Ok, hiểu rồi đấy anh em.
Cái chìa khóa bên kia của mình sẽ mở được. Rồi, ok. Rồi chúng ta chạy vòng ra ngoài. Chạy vòng ra ngoài ra đây, mở cái chìa kia. Hoặc là về cái phòng này cũng được. Waiting room. Mình đoán là quả này sẽ mở được thôi. Kiếm được cái chìa khóa màu tím là xong á. À, chìa khóa màu hồng là xong. Mình không cần đánh thức ông Marvin dậy làm gì. Ông ấy đằng nào cũng chết rồi. Không cần đánh thức Marvin nữa, để nguyên. Để thằng trai sống thêm một con zombie nữa. Chạy ra nói chuyện như người. À, chúng ta sẽ cất bớt cái gì nhỉ? Shotgun đeo có đạn, cất mẹ. Đây này, sweeper này. Đấy. Chuẩn mẹ nó luôn. Chìa khóa đẹp mẹ. Lấy được cái đéo gì thế này. Phù hiệu cảnh sát. Để làm cái gì? USB. Để mở cái máy tính. À, ok, chạy đến phòng PC thôi. À, phòng PC nó ở trên tầng tầng cao nhất thì phải. Ok, ok. Mẹ, tôi cứ tưởng là lấy cái huy hiệu để trưng bày thì thôi, tôi vỡ mồm con chó sồm. Chạy qua hành lang sang Starfit. Starfit đây rồi. PC, PC. Đâu rồi? Yeah. Truy cập máy tính. Lấy khẩu súng xịn. Tôi đoán là như vậy. Yeah. Súng này không có đạn luôn. I'm ok. Ô, chỉ được có vậy thôi à? Mở cái máy tính này chỉ được có thế thôi á? Cắm cái USB ở đấy vậy. Hoặc là
mang về cất thùng đồ. USB chỉ được thế thôi á? Vãi, tôi cứ tưởng cái nào lấy khẩu súng hay lấy cái gì. Lát. Vãi nồi. Sặc. Chán đi làm cái điều ý. Chán thế. Quan trọng là chúng ta mở được cái cửa cơ. Dialogue. Tủ này lúc nãy là cáp đúng không? Ok. Đạn đeo cần. Check. Còn cái rách này không biết để làm cái gì. Linen room này cũng chưa vào được. Diamond door. Diamond door là phải có cái chìa khóa diamond cơ. Còn chỗ nào chúng ta chưa khám phá không? Mình đâu có làm gì nó đâu. Không làm gì nó mà nó cũng xoạc mình. Có còn quái vật. Kỳ lạ nhỉ. Mẹ. Thôi xong em. Làm sao để qua được con này? Mẹ. Yếu hiểu sao qua con này. Dù sao thì mình cũng lưu rồi.
đi bộ thì nó sẽ không thấy. Ok. Locker room, à đây này, pad là cap ở chỗ locker room này. Locker room pad là cap. Nó ghi trên đấy đấy chứ, có phải mò đâu nhưng mà không biết hiểu gì. Ơ kìa. Bố ơi, có đánh nhau đâu. Đây rồi. Ok, cái để mở cái cái chỗ ở giá sách. Đây rồi. Bố ơi, cùng cũng vào cái phòng. Mẹ, tốt nhất là em chạy. Nhưng mà ít nhất là cứ gặp cái thằng thú đấy thì là bọn mình coi như là cũng qua được một một cái gì đó. Rồi bây giờ thì mới dùng được mà. Thấy chưa? Sách. Rồi, ok. Ra để làm đường đi các bạn. Chuẩn luôn. Bốn cái giá xanh rồi, bây giờ lên tầng đi thôi.
mới sang được cái căn phòng này. Yet. Ra bên ngoài rồi. Ui, thì cụ giật cái cả mình. Bố mày. Cắn đào phát. Ê mày. Chịu được. Vẫn còn. Nó đâu nhỉ? À, đoạn này chúng ta qua rồi. Cái cửa lúc nãy là cửa không vào được. Mở được rồi này. Dialogue. Có gì luôn. Ok, thôi tạm thời hôm nay thế đã. Mình chắc phải lưu lại đã. Hôm nay xong chẳng nhớ được gì mất. Chơi trò này phải nhớ vị trí à. Ít ra là mặt cái thằng trắng trắng kia gặp rồi thì mình còn qua được màn. Cho ông này sống lại phát xem. Marvin. Oh no. Damn it.
Bắn gãy cả tay. Ok. Má. Rồi. Mình sẽ tắt like và quay trở lại vào chơi game khác.